cái đọc xong rồi cái về ảnh điện thoại liên tục và nhắn tin liên tục. Lúc nói gì chú mà chú tấn công là cũng bảo mà. Nói chung là đi cà phê thì em cũng lỡ mấy chỗ sáng sáng nên cũng rồi hồi lúc mà bắt đầu xuống Sài Gòn thì cũng có đi xem phim. Dạ, đi nói chung là cũng trong tâm trạng là ít quan tâm này xíu để em phải tại giống như là thương từng chút thì tiện là mối tình đầu của em mà. Dạ. Xin chào chị Hồng Giang. Xin chào anh Quốc Thuận. Mình tên là Nguyễn Chí Thiện. Mình năm nay là 48 tuổi. Anh Thiện làm cái gì và ở đâu? Thiện thì làm thiết kế sân khấu và tổ chức sự kiện ở quận 9. Quận 9, thành phố Thủ Đức. Còn chị? Dạ, em xin chào cô Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Thì em tên là Thành Thị Núi, hôm nay là em 37 tuổi. Hiện 37. Tại em cũng sinh sống ở quận 9. Yeah. Em cũng làm bên lĩnh vực thiết kế sự kiện và nội thất. Hai vợ chồng làm chung rồi đó. Dạ. Có chung nhau không hay là hai vợ chồng mỗi người một nhánh? Có thời gian thì làm chung chị. Thì bây giờ vậy, Núi sẽ chúc anh Bin, còn Thiện sẽ chúc chị Vân, đúng đó, không? Đó. Thì hai em đó ấy, hai đứng đó. Lên lì xì cho hai em nè. Ok. Đó, rồi em chúc chị đi, chị lì xì. Thì em chúc chị ngày càng xinh đẹp và diễn hay. Sắp tới thì trong tình hình bất cứ tình hình nào vẫn đắc show. Thì em là dân thiết kế sự kiện thì em cũng đắc show theo. Ok, rồi chị chúc chị ngày càng xinh đẹp như thế. Rồi chị cảm ơn em. Chị chúc em á là đầu tiên là sức khỏe, sau đó là sự nghiệp lúc nào cũng gọi là thăng tiến và rất mong là những sự kiện của em là chị cũng đều có mặt. Dạ. Chị xin em. Chị. Rồi tới Núi. Dạ, năm mới thì em xin chúc anh Quốc Thuận á, gia đình bình an, mạnh khỏe, có nhiều sức khỏe, anh Thuận mãi rẻ vậy. Cảm ơn Núi. Nhân dịp đầu năm mới anh cũng chúc cho Núi ha cùng với gia đình một năm mới thật là nhiều niềm vui, hạnh phúc và đặc biệt là mọi người đều sức khỏe bình an. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Dạ, em cảm ơn năm mới. Dạ. Rồi, mời ngồi. Thực sự thì vợ chồng em rất là quý anh chị và nhận món quà này rất là cảm ơn anh chị và nếu được em sẽ tặng các anh chị một bài hát giống như là một món quà đầu xuân. Hay quá. Các quý vị. Rồi em đứng dậy hát luôn thiệt. Em xin tặng một bài hát là Dịu Dàng Sắc Xuân để không khí ngày xuân này được rất là vui vẻ. Rộn ràng hơn. Nắng xuân ấm thơm môi hồng, gió xuân đến bên em ngồi, cùng mùa xuân em hát câu tình ca. Đó cúc trắng bên hiên nhà, ngỡ như dáng ai đang về, dịu dàng bên hương sắc xuân tràn lan. Nhìn nhà đàn chim én bay, ô kìa mùa về bao đắm say, rộn ràng bao hương sắc xuân. Mơ niềm vui thôi hay quá. Sắc xuân vậy là hay lắm rồi. Thôi nói chứ là cũng rất là cảm ơn một cái không khí phải nói là rất là sinh động, một cái không khí mà chỉ có Tết mới có những cái giai điệu này nó vang lên như thế. Bây giờ chúng ta quay trở lại với chương trình. Hai vợ chồng Núi có thể chia sẻ cho anh biết là cái cơ duyên nào hai bạn gặp nhau và gặp nhau như vậy thì ấn tượng về nhau như thế nào? Thì em nhớ là cách đây khoảng 13 năm về trước là hồi mùng 4 năm 2018 ạ. Em từ nhà ngoại em chạy về nhà mẹ em á, là trên đường thì phía sau em nghe tiếng gọi bé nội tên nhà của em ạ. Em mới quay lại em thấy là em mới là chào chú Thiện. Là chú cháu biết nhau hả? Thiện là tại vì, tức là hai đứa em là ở cùng quê ở Tây Ninh. Cùng trong xóm. Biết rồi, rồi tiếp tục. Rồi cái em ảnh xin điện thoại, số điện thoại. Lúc đó nói chung là cũng quán tính cái đọc đọc lên số điện thoại. Rồi cái đọc xong rồi cái về ảnh điện thoại liên tục và nhắn tin liên tục. Nói gì? Chú mà chú tấn công mà cũng bảo mà. Lúc đó là chú Thiện là chú Thiện lúc đó là cộng với 11 là nhiêu, là chú Thiện cũng 30 mấy rồi, 32 rồi. Trời ơi, trường cũng nhiều lắm. Lúc đó rồi anh gọi rồi anh nhắn rủ cà phê này nọ các thứ. Rồi đó thì em run lắm, tại vì do là em nhà ngoại em là cũng gần nhà anh Thiện, cách nhau một con đường thôi. Rồi lúc đó nói chung là anh Thiện là bồ vịt thì này kia các thứ là biết hết à. Cho nên là em rất là sợ. Xong rồi cái em cũng không có trả lời rồi cuối cùng không có nghe máy. Nói chung cái cảm giác đầu tiên của bé Nụi với anh Thiện là sợ đúng không? Dạ. Còn anh Thiện thì sao? Lúc anh Thiện kêu bé Nụi là trong đầu của anh Thiện nghĩ cái gì chậm? Trước đó nữa thì mẹ của Thiện á cũng một cái dịp gần Tết thôi thấy Nụi trang trí nhà cây mai này kia rất là vui, rất là đẹp. Thì mẹ mới về nói Thiện
như bé nội nó cũng học cái ngành thiết kế mỹ thuật giống con á. Mà thấy nó khéo tay lắm, nó làm chân cây mai này kia mọi năm, rồi Giáng sinh thì cũng làm cây thông này kia rất là đẹp. Cái tự nhiên mình giống như đến một cái lứa tuổi đó đó Thuận, thì bắt đầu mình muốn lập gia đình. Mặc dù trước đó là muốn vợ đó, là mình tia rồi, mình tia mình để ý cô câu nội này đó, cho nên cái câu mà bé nụi là trong đầu là đã có tia rồi, đã có để ý rồi, đúng không? Tức là mình đã lên cái quan hoàng rồi. Bao lâu thì có tình cảm nè? Khoảng từ lúc cô bé nụi đầu tiên đó. Dạ khoảng 2 tháng đó, chị. 2 tháng đúng không? Nó cũng chút dần cho đến 2 nhưng tháng. Nhưng mà cái lần đầu tiên mà hai đứa gặp nhau mà đi chơi chung với nhau á, dạ, đó là khi nào? Dạ đi cà phê ở trong Tây Ninh hả chị? Lần đầu tiên đi với mình không biết là bé nụi có sợ là anh ấy không? Nói chung là đi cà phê thì em cũng lỡ mấy chỗ sáng nên cũng rồi hồi lúc mà bắt đầu xuống Sài Gòn á thì cũng có đi xem phim. Đi nói chung là cũng trong tâm tức trạng là sao là sau đó là ông rủ đi chơi xuống Sài Gòn luôn. Dạ anh, tại em học ở Sài Gòn, lúc mà kiểu nghỉ Tết hiểu xong rồi, lúc đó là anh ở Tây Ninh thì lúc đó là Tết. Cũng học ở Sài Gòn. Lần đầu tiên đi chơi ở Sài Gòn thì cái điều gì nó xảy ra? Em nhớ là đi xem bộ phim trong rạp chiếu phim á. Anh Thiện nắm tay em mà hôn. Cái em sợ quá. Nói chung là sợ ngồi mà run hết nguyên bộ, không có xem phim gì luôn. Cái em đợi em kêu làm về sớm, chở em về, trên đường về là em cứ run đó. Em nhìn nó, con chở nó về có đúng là đường về nhà không? Sợ chở đi chỗ khác luôn rồi. Dạ. Sợ đi vô rừng. Ở rạp chiếu phim là cái nụ hôn đầu tiên là ông dành vô tay mình. Dạ. Cái nụ hôn đầu tiên mà ông ấy hôn mình, hôn lên môi, lên má mình đó, là ở đâu? Dạ, ở khu du lịch Đình Quế. Lần đó có tự nguyện không hay là bị cưỡng bức? Bị kêu chỉ qua kia xong quay lại. Em gì kia? Đó. Ủa đâu? Tức là mặc dù rất là cảnh giác nhưng mà rủ đi Bình Quế thì vẫn đi. Nghĩa là cũng phải có cảm tình rồi. Khi nào thì mới đổi cái cách xưng hô? Cũng khoảng 2-3 tháng rồi, từ từ rồi mới quen. Cái chuyện mới đầu thì chẳng hạn như em với chú. Đó là từ từ đó. Nội với chú. Nội với anh. Dù vậy chuyển từ từ. Anh với em. Chuyển từ từ bắt đầu anh em thì nó mượt hơn. Hai bạn yêu nhau bao lâu thì mới cưới? Dạ, em nhau là 8 năm. Tại vì anh Thiện nói chung là nhiều scandal về bạn gái cho nên là lúc đó em cũng sợ gia đình biết là cũng phản đối cho nên là cứ thôi để từ từ để giống như để càng khẳng định là cho anh giống như là em phải cần thời gian đó. Cho tới hôm nay là đã cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ tới nay là tháng 1 này là 6 năm mà. 6 năm. Vậy thì trong 6 năm với 8 năm cái thời gian yêu nhau đó, vậy thì về ở với nhau thì có những cái tật xấu gì lòi ra? Thật ra thì tật xấu của anh Thiện á là hồi trước khi cưới thôi rất là nhiều, là ví dụ như là giấu em, nhắn tin cô này hoặc là nói chuyện lại với người yêu cũ này kia, cái thứ là rất là nhiều. Còn khi mà cưới về thì những cái tật đó là gần như là hết luôn. Mà chỉ giống như là đến cái lứa tuổi của ảnh là giống như là quay về với gia đình nhiều anh. Ảnh lại chú trọng quá nhiều về sức khỏe, rất là kỹ, cho nên là giống như cái tính kỹ của ảnh nó từng ly từng tí á thì làm cho mình nhiều lúc không có thoải mái. Kỹ tính quá thì sẽ thành ra khó tính, đúng không? Dạ. Ví dụ những cái chi tiết nào? Em ví dụ như nhiều khi là mình con gái thì tóc dài thì cũng hay rụng tóc ở đây ở đó, rồi cũng hay la, hoặc là ví dụ như là có hạt bụi dính lên bàn chẳng hạn. Ví dụ như giờ cho em một cái điều mong muốn anh Thiện thay đổi thì em sẽ mong muốn điều gì nhất? Ít quan tâm lại xíu để em thoải mái chứ. Tại giống như là thương từng chút thì Tiện là mối tình đầu của em mà. Dạ. Giống như ông có một viên ngọc mà không ai có. Ông về ông o, ông kỹ, ông lau, ông chùi đó, kiểu vậy đó. Rồi bây giờ tới Thiện, có thể chia sẻ những cái tật xấu của vợ mình đó là những cái gì? Ngủ nướng nè. Ngủ nướng. Hẹn đi chơi thể thao nhưng mà đến giờ đó thì lại không chịu dậy. Lười thể thao. Hoặc là mình đi những sự kiện có đôi khi trang điểm hơi lâu, cấp lâu, chậm. Đúng rồi. Lê mê. Đó. Ở trong công việc thì có vậy không? Không, trong công việc thì Núi rất là tập trung công việc và làm việc rất là hiệu quả. Em nói cái điều mà em mong muốn cổ thay đổi có nghĩa là tật xấu của cổ đó. Tức là trước kia thì Núi rất là ít nói, chẳng hạn như có nhiều khi ở Sài Gòn mình đi về quê, nhưng mà trên đường thì nhiều khi mình thì là người chủ động, mình nói quyền riêng, nói để cho cái cuộc đi nó vui, nó nhiều thứ. Thì Núi
ít nói. Sau này thì cũng có thay đổi rất là nhiều, chẳng hạn như đi những sự kiện này kia thì mình cũng mong cô ấy là thay đổi để hoạt bát hơn nhiều. Đúng không? Nhưng mà bây giờ thì cũng rất là khác hơn xưa rất nhiều. Thôi vậy được rồi. Đó, bây giờ hai vợ chồng làm quá làm vậy thì có em bé chưa? Dạ chưa. Chưa phải không? Là do chưa muốn có hay là do là chưa có được? Cái điều mà có con á là em rất là mong mỏi. Nhưng em cũng lớn tuổi rồi, bớt công việc lại để vợ thoải mái tinh thần, rồi thứ nhất là có sức khỏe, hai vợ chồng cũng có sức khỏe. Đó. Bây giờ muốn hay không muốn thì tôi vẫn chúc ha, đầu năm mới mát miệng chúc cho hai bạn, và đặc biệt là hôm nay là ngày mùng 6. Mùng 6 là một cái mùng rất là tốt ha. Thầy Quốc Thượng xin chúc cho hai vợ chồng anh Thiện và Núi trong năm nay sự nghiệp, công việc, mọi thứ đều tốt ha. Và bên cạnh đó hai bạn sẽ càng yêu thương nhau hơn, hạnh phúc nhau hơn, thấu hiểu nhau hơn. Và đặc biệt là vài tháng nữa sẽ có tin vui. Và trong năm nay luôn nha. Các bạn sẽ có một em bé, một thiên thần kháu khỉnh tuyệt vời đến gia đình chúng ta. Trọn con cọp. Đúng rồi, con cọp. Nếu có tin vui báo cho chúng tôi là chương trình biết nha. Thôi xin chúc mừng năm mới. Tên em là Đăng Khoa, năm nay em 26 tuổi. Em hiện đang là chuyên viên ngân hàng, còn đây là bà xã xinh đẹp của em. Em tên là Tuyết Hoa, năm nay 26 tuổi, cũng là nhân viên ngân hàng. Cơ duyên nào hai bạn gặp nhau? Năm đó là năm 2007, em là sinh viên năm thứ 3. Có chơi cái mạng xã hội là Yahoo 360 á. Thì em cũng có biết qua cô gái này. Thì em mới vô cái trang blog đó, coi hình, coi những bài viết. Tự nhiên trong cuộc sống của em lại xuất hiện một anh chàng này, cứ ngày nào cũng vô hả, chúc em những lời rất là hoa mỹ, rồi tối thì chúc em ngủ ngon. Thì khoảng trong vòng khoảng một tháng, tụi em quyết định đi em gặp nhau. Lúc đó mới là bạn gặp nhau đúng không? Vợ em lúc đó là đang đi làm thêm á, phát tờ rơi ở trường đại học của em. Nhân cơ hội đó là em ghi điểm liền. Em nói là thôi để Khoa làm hết cho. Thật ra là em cũng không muốn nhờ, nhưng mà anh này vẫn cố tình là lên. Cái cảm nhận đầu tiên của em á, anh muốn em nói thật lòng á, là người thật và trong avatar đó như thế nào? Thật lòng luôn à? Thật lòng đi, đừng sợ. Thật lòng rồi, hơi thất vọng. Ở ngoài thì đen thù lùi à. không có trắng trẻo vậy. Rồi ốm hơn ngoài ốm nhất à. Theo ấn tượng đó là có nguyên cái hàng mụn dài à, mụn quá trời trên mặt luôn à. Rồi sao? Rồi cuối cùng sao? Lúc đó thì gặp nhau thì cái vẻ bề ngoài thì em nghĩ cũng không có quan trọng lắm. Sau đó thì cũng là bạn bè với nhau thôi. Đó thì hai đứa tiếp tục hẹn nhau đi uống cà phê, rồi đi xem ca nhạc. Anh muốn biết những cái câu chuyện tỏ tình của em. Là một cái buổi tối, Hoa có nhắn tin cho em là đi uống cà phê. Đêm đó mưa nhiều lắm. Em đang ăn cơm với ba mẹ, tách xe đội mưa chạy qua luôn. Hai đứa ngồi kế nè, thì cái bàn vậy nè. Thì em thò cái tay xuống. Thôi sao đâu, thôi sao đâu. Hoa đang để cái tay nè, cái em lấy nè, em nắm. Nắm ngón út à. Lúc đó em sao? Lúc đó là có hai người bạn ngồi đối diện. Hai tụi em phía trước thì vẫn nói chuyện bình thường, rất là rơm rã này kia, nhưng mà tay thì vẫn nắm. Đầu thì phân tán ra suy nghĩ. Trời ơi, sao hả lại nắm tay ta? Thế là đâu có tỏ tình gì đâu, đâu có yêu gì đâu. Nhưng mà em cũng không biết tại sao là em lại không rút ra hoặc là không phản ứng. Rồi có thừa thắng là nắm thêm ngón áp út không? Lúc đó em cũng hơi bất ngờ, là em nghĩ là chắc là nắm xong phải giật ra. Bây giờ nắm xong cái để im ra luôn. Cái lá cây nóng nguyên bàn tay luôn. Lúc đó là trong lòng em cảm thấy tự nhiên có một cảm giác là lạ, lân lân á. Nhưng mà sau cái lần đó thì hai bạn đã chính thức mình là thích nhau. Em nghĩ là thích nhau. Buổi sáng em thâu luôn, em quyết định em tỏ tình luôn. Tỏ tình sạch. Ngày hôm đó thì ngồi xíu thì cái cũng nắm tay em, cái cũng nhìn vào mắt em, cái cũng nói là đi khai thích Bông rồi. Bông là bạn gái của đi khai nha. Em nghe xong em lại cảm thấy cái như một áp lực lớn đè lên người em vậy đó. Nghe em chỉ thích một cuộc sống tự do thôi, em sợ là yêu nhau là sẽ gây gỗ nè, sẽ có những vấn đề khác xảy ra. Nên em suy nghĩ một chút thì em nói là em từ chối. Từ chối thì sao? Nói thôi hả? Dạ, em nói là đi khai ơi, Bông nghĩ là thời điểm này không thích hợp đâu. Có nghĩa là Bông không có sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ nào gọi là tình cảm trai gái. Thì anh mới nói là trời anh xin lỗi em nha, em đừng có sợ. Coi như là anh không có nói gì hả ngày hôm nay. Chưa gì xảy ra hết, coi như là thất bại đúng không? Sau đó là có tiếp tục nữa không? Không, thì thất bại lần đó là về nhà suy nghĩ là tiếp tục theo đuổi. Lần hai thì chuẩn bị chu đáo hơn. Mà lần hai cách lần một là bao lâu? Dạ 15 ngày. Wow, lúc đó thì sao? Đến một quán cà phê rất là lãng mạn. Sau đó thì anh ấy tặng hoa kèm thêm một cái mẫu giấy ghi là I was born to love you, nghĩa là anh sinh ra là để yêu em. Đó là em sợ bị từ chối những bữa. Nó đang cầm bó hoa, đang đợi thấy đọc tờ giấy rồi, thấy là giống như là cũng lân lân rồi. Em ba vô ôm thôi. Hồi sao? Chút chân người đúng không? Dạ thì em nghĩ là... Không hay là tiếp nhận? Dạ tiếp nhận. Nhưng mà coi như là nụ hôn đó là sự
bắt đầu chính thức cái mối quan hệ của hai người. Rồi bây giờ câu chuyện cầu hôn thì sao? Quen nhau được 4 năm, hai đứa mới tính cái chuyện với nhau. Thì em cũng có lên ý tưởng coi cầu hôn như thế nào. Em quay một cái clip hình từ trước giờ hai đứa quen nhau. Em quyết định là cầu hôn ở một cái tiệm hoa của người bạn thân. Rồi người bạn đó hỗ trợ thì sao? Dạ, trước cái ngày hôm đó thì bạn đã nói là Hoa sử, anh có một cái việc rất là quan trọng luôn nha, nhờ em nha. Em không có được từ chối đâu, đó là ngày mai á là anh có quay hình chương trình cắm hoa. Em mới là đóng vai cô gái đó, là anh sẽ tặng hoa cho em. Em nhớ nha, em không có được quên đó. Nếu em quên là anh sẽ từ em, không làm bạn với em nữa. Hôm đó thì vẫn đúng giờ em xuống và em cũng có đóng vai cô gái, rồi ảnh có tặng hoa cho em luôn. Thì em nghĩ là mọi việc rất là bình thường. Mà ngày hôm đó ảnh rất là bất thường, ảnh cứ lăng xăng vậy đó. Vừa mới quay hình xong là ảnh kêu em đi ăn. Thì cái hai anh em đi ăn thôi, mà trong lúc ăn thì ảnh cứ hỏi Hoa sử, em nói anh nghe coi em thích hoa nào. Cứ hỏi em hoài vậy đó, rồi xong rồi ăn mà anh cũng không yên nữa, điện thoại cứ gọi liên tục. Mà lát nữa em đang ăn cái em thấy trời, sao anh căng thẳng đến mức mà anh chảy máu cam luôn. Tại sao mà sao chạy hết cam luôn? Thật ra lúc đó là em sợ vỡ cái hộp. Thì bữa đó là của em sao nó lại bị lố cái giờ luôn. Bây giờ lố ra tới 3 giờ chiều luôn. Là em sợ rồi xong. Coi như bữa đó là cầu hôn thất bại à. Nhắn tin kéo dài thời gian. Khi đó thì em đi ăn xong thì em cũng bước vào tiệm. Thì cũng không có gì, mấy bạn vẫn cắm hoa, làm việc như bình thường thôi. Thì mấy bạn trong nhân viên nó hoa sử em lại đây coi này, trời có cái này hay lắm luôn á. Là vừa ngồi vô đó thì cái clip đó đã được bật trước rồi. Giống như một cuộn phim quay chậm lại tất cả những cái thời điểm mà tụi em đã trải qua, từ lúc mới yêu cho đến thời điểm hiện tại. Kết thúc cái những cái tấm hình kỷ niệm đó thì ông xã em mới xuất hiện. Xong mà nói hôm nay là ngày kỷ niệm tình yêu của chúng tôi, và bây giờ là tôi đến với cô ấy đây để tặng cho cô ấy một món quà thôi là đặc biệt. Cái ông xã em tự trong kia xuất hiện, quỳ xuống tặng hoa rồi cầu hôn. Rồi như vậy là chấp nhận là hai bạn lấy nhau đúng không? Vậy thì sau khi cưới nhau về thì có những cái bất ngờ gì? Cưới xong thì em thấy hơi điệu. Và những cái lúc mà gấp á, thì hẹn người ta 6 giờ mà bây giờ còn 10 phút nữa 6 giờ cũng ráng mà ngồi mà trang điểm. Đó thì em bực cái tính đó. Lại cái thứ hai đó là hay ôm đồm á chị. Đang làm ngân hàng nhưng mà lại thích là kinh doanh riêng, rồi thích làm này làm nọ. Em nói làm nào làm cái thôi. Cùng lúc đăng ký học tiếng Anh, vừa học yoga, rồi vừa học đàn. Em thấy nó rồi cuối cùng không nào đó nào hết. Rồi còn em? Chồng em nóng tính. Thì có một cái sự việc như vậy là em muốn mua một cái thẻ ăn tại một khách sạn 5 sao thì sẽ được giảm 50%. Trước khi mua thì em đã về em nói với ông xã em là anh ơi em thấy cái này hay lắm, thôi em mua nha. Thì em nghĩ là sẽ vui vẻ đồng ý thôi. Nhưng mà khác hẳn những gì em nghĩ. Đó là phản đối quyết liệt luôn. Em nói thôi đừng có mua, bỏ ra 4 triệu mua phí tiền lắm. Không có được gì hết. Thì cuối cùng là âm thầm lén em mua. Mua xong rồi còn rủ đi ăn buffet ở khách sạn 5 sao luôn. Thấy bất ngờ của sao nay sang dữ vậy. Em cũng nghi rồi. Ăn xong về em chẳng hỏi cái em nói ngon nói ngọt. Vũ có thừa nhận là mua. Vũ em nghe lắm, rất là vui vẻ luôn. Nói là trời em ơi em mua đúng không? Trời mua rồi nói đại đi, còn giấu làm chi nữa. Cái xong cười rất là nhẹ nhàng. Cái là Vũ em từ sáng đến chiều luôn. Mà em cũng nghĩ là nếu em nói ra là chắc chắn là sẽ có chuyện. Nên em hả? Em không nói nghe, em nhất quyết không nói luôn. Nhưng mà Vũ hòa nên đến tối em nghĩ là nói ra là chắc là hết rồi. Nghe là thấy thái độ đang vui vậy mà. Cái em nói em mua đó. Cái sao còn có cái thẻ cho anh nữa. Rồi sao? Thẻ phụ đó, thẻ dạ, thẻ phụ cho anh nữa. Cái sao? Trời ơi, không nói chuyện luôn chị, tự nhiên quay ngoắt 180 độ luôn. Thậm chí là em hỏi gì đó còn muốn là nạt em nữa. Thì lúc đó là tụi em chuẩn bị là về thăm bố mẹ chồng. Cái là chồng em hỏi là em có đi hay không. Em lúc đang giận mà em không trả lời. Cái thì xong đó là chồng em hả tự động là xách xe đi luôn. Nhưng mà lúc đó em cũng muốn đi mà anh biết sao. Có nghĩa là em xách túi rồi xong quần áo này kia. Em lạch bạch chạy từ trên lầu xuống. Tự nhiên hả vừa mới xuống tới nơi hả một tiếng xe cái vùng chạy đi. Biến mất luôn. Dạ. Thế mà em đi đâu? Em về nhà em. Em đi chút xíu quay lại về quay không, nhà. Không em đi uống cà phê với bạn. Xong rồi cái em về nhà của ba mẹ em ngủ luôn. Cắt đứt liên lạc luôn. Cắt đứt luôn. Rồi em thì sao? Em có đi tìm chồng không? Dạ thì em cũng không có tìm. Thôi kệ đi, nếu không về thôi. Đóng cửa ngủ thôi chứ đợi làm gì. Bao lâu thì mới về? Cái sau đó không ai nói gì luôn. Rồi cái em có cái trang Facebook á, em post đại với câu cái bằng tiếng Anh. Đại khái nghĩa là khi mà bạn muốn có một hòa bình trong một ngôi nhà thì bạn hãy làm những điều mà vợ mong muốn. Đó em post này cái bạn bè vô like quá trời luôn. Cái vợ em cũng nhìn thấy luôn. Tự nhiên cái ngồi cười tủm tỉm mình. Cái em quay qua em thấy ủa sao tự nhiên ngồi cười tủm tỉm mình, hỏi em cười gì đó. Nói đâu có gì đâu. Cái hai vợ chồng cứ tự nhiên ôm nhau rồi cứ quậy luôn. Vậy thì hai bạn có mong muốn có sự thay đổi gì không? Thì em mong muốn là lúc em nóng á bớt cái tôi của vợ xuống với nhường nhịn thôi. Với lại là bớt điệu đi. Mấy cái việc make up thì làm cho nó lẹ lên. Với lại là suy nghĩ người lớn hơn. Lúc nào cũng nhỏ nhặt, lúc nào cũng giận hờn hoài. Nhiều khi mình cũng hơi mệt mỏi. Còn em? Em sao? Dạ em hả? Thì em thấy á, cứ là chồng em là một người quá logic, thiên về lý trí hoàn toàn luôn. Một sự việc nào đó chồng em đều phân tích
ABCD, không có đặt cái vấn đề tình cảm vào. Thật ra là mình còn có cảm xúc nữa. Có nghĩa là nhiều khi là em muốn là phải đặt vào cảm xúc của em để hiểu cái vấn đề đó rõ hơn. Giống như em giận thì em cũng muốn là giải thích cho em, hoặc là em sai thì cũng phải có lời giải thích, chứ đừng có nói là vậy là không được, tại sao lại làm vậy. Nghĩa là khó chấp nhận được điều đó lắm. Thực ra là chị thấy như vậy nè, tụi em có thể yêu nhau 9 năm, 10 năm và hơn như vậy nữa, nhưng mà cái hôn nhân nó khác hoàn toàn với lúc tụi em yêu nhau. Cái năm đầu tiên là một cái năm cực kỳ khó khăn cho hai người khi mà ráp lại ở chung. Bởi vì sao? Em có cái tôi rất là lớn, bây giờ phải tự dung hòa lại với nhau. Sau đó các bạn còn phải bước qua một cái cửa ải nữa. Khi mà bắt đầu dung hòa được với nhau rồi thì nảy sinh một vấn đề nữa, đó là con cái. Thì cái đứa con đầu tiên đó là cái thời kỳ thứ nhì để các bạn có thể phải vượt qua để mà gắn kết với nhau. Rồi nảy sinh đủ thứ để mà hai vợ chồng có thể bị tan đàn xẻ nghé. Cho nên chị thấy rằng á, một khi á, chồng đã thấy được rằng cái tôi của ai cũng lớn hết thì vợ cũng phải thấy được cái điều đó. Để làm chi? Để hai người á, sẽ có nhiều những cái buổi tâm sự với nhau. Giống như nãy em nói vậy đó, anh à, anh bớt lý tính đi một chút đó. Anh tình cảm một chút. Có khó khăn trong cái việc mà trao đổi với nhau không? Em nghĩ chắc em sẽ làm được. Được, à, chắc chắn là được, làm được. Và ngay sau chương trình này tôi nghĩ là hai người nên thực hiện cái điều đó, đúng không? Cái nắm tay vừa rồi thay nhờ cho lời hứa của hai bạn trong chương trình, đúng không? Xin cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình. Xin chào các bạn khán giả, mình là bác sĩ Huỳnh Ngọc Hân. Mình đã có hơn 7 năm kinh nghiệm làm việc tại Anh Quốc trong lĩnh vực thẩm mỹ nội khoa. Thì năm ngoái mình có trở về Việt Nam để mở phòng khám, để giúp truyền đạt lại những cái kiến thức mà mình đã học được ở bên Anh Quốc. Giúp thứ nhất là chia sẻ cho các bệnh nhân của Việt Nam mình có thêm một lựa chọn mới để điều trị. Cái thứ hai là tham dự các hội nghị để chia sẻ lại kinh nghiệm của mình với các đồng nghiệp. Ok, bây giờ Hưng năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, con 38 tuổi. Hưng 38 tuổi, rồi hiện giờ là Hưng đang làm việc ở đâu? Dạ, thì con vẫn có phòng khám tại London. Tại London hả? Dạ. Đúng rồi, tức là hiện giờ là Hưng đang làm cả Việt Nam lẫn Anh Quốc luôn, đúng không? Rồi. Giỏi quá vậy. Đó, và một cái phòng khám ở London và một cái phòng khám ở Việt Nam, đúng không? Vâng. Cái phòng khám ở Việt Nam á là... Tên gì Hưng? Dạ, phòng khám tên Vanity. Vanity, dạ. Vanity. Vanity ở đường Hai Bà Trưng. Ôi trời, dạ. Sao không, quá vậy? Chị tới đó mà em bị gì á, em hỏi giống như là... Hỏi giống như thừa hỏi như hỏi công thức kia đó. Đúng rồi. Hai Bà Trưng, nhưng mà số bao nhiêu á là cô Vân quên rồi. Số 24 Hai Bà Trưng. Số 24 Hai Bà Trưng, ngay 24. Cái vòng xoay á, đi lên chút xíu nữa. Ủa là chỗ nào đó? Cái chỗ mà ông Trần Hưng Đạo gì đúng không? Nó quẹo lên Hai Bà Trưng đi ngược lên là bên tay mặt luôn. Gần gần cái chỗ của chị Lê Giang xin làm neo á. Chính xác. Mà bác sĩ Hương ơi, bác sĩ Hương về đây làm rồi thì bên phòng mạch London, phòng khám ở London thì ai coi? Vâng, mình vẫn hàng tháng đi lại 2 tuần ở Việt Nam, 2 tuần ở London. Trời. Và mình có nhân viên ở hỗ trợ mình. Ở Việt Nam thì mình cũng đang có 2 bác sĩ để hỗ trợ mình. Trời quá chị ơi, có nghĩa là... Anh là một cái đất nước rất là xa xỉ và đất nước rất là khó nha. Mà bác sĩ Hưng lại là công tác ở đó, là có một cái phòng phòng khám ở đó là quá tuyệt vời. Thực ra là cái công việc của bác sĩ Hưng bây giờ là cứ 2 tuần là ở Việt Nam là... gọi là bệnh nhân của bác sĩ Hưng tới, xong rồi bác sĩ Hưng khám xong rồi đưa cái liệu trình điều trị xong, và sẽ có 2 bác sĩ ở Việt Nam hỗ trợ, rồi bác Hưng lại phải trở về Anh để mà lại tiếp nhận những cái bệnh nhân ở bên Anh, rồi sau đó lại đưa ra cái liệu trình đó, rồi là những người bác sĩ bên Anh hỗ trợ thì bác Hưng lại quay trở về Việt Nam. Đó là như vậy đó. Chắc tôi phải qua tôi gặp bác sĩ Hưng, mà mong bác sĩ Hưng nói bây giờ quốc thuận là phải qua bên Anh bên bệnh điều trị á bệnh. Thôi em bị gì vậy, ngay Hai Bà Trưng được rồi thì em qua bên Anh điều trị bệnh. Mình, vui. Mình qua bên đó phải đi chơi. Mình đi du lịch luôn. Cái đó mình phải đi chơi. Cái này điều trị lâu dài chứ không phải là điều trị 1-2 tuần. Em hiểu không? Điều trị sức khỏe là chính. Mình sẽ qua bên Vanity bác sĩ Hưng để trao đổi hơn, trao đổi để hiểu hơn về làm sao để có được một cái cơ thể khỏe mạnh. Vâng, anh có thật luôn được chào đón. Giống như Akia là chị một của tôi. Trời ơi, coi kìa, có thấy ghét không? Đó, vậy thấy ghê không? Cứ tưởng Hồng Vân thời mưa bụi không á. Khó chịu thiệt á chứ, khó chịu. Bây giờ thực ra cảm ơn con rất nhiều luôn á Hưng. Bây giờ cô Vân tự tin lắm luôn á, cô Vân rất là tự tin luôn. Dạ. Con làm bác sĩ thì không gì vui hơn là khi khách hàng của mình cảm thấy khỏe mạnh. Đó. Okay. Rồi chào bác sĩ Hưng. Rồi bây giờ tới mời tới bé Đính nè. Dạ. Cathy Lê. Đó. Con chào. Nhưng mà tôi thích cái tên Đính hơn. Cô này cô tên là Cathy Lê nhưng mà tên gọi nhà gọi là bé Đính. Dạ, con chào cô Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận.
Em tên là Kim Đính, em 34 tuổi, đang làm quản lý phòng khám cho anh Hưng, với làm bà mẹ của hai đứa con. Con có thể nói lớn lên chút xíu không? Dạ. Nhất là cái chữ mà quản lý phòng khám á, có nghĩa là điêu đơn này kia nọ, rồi bao nhiêu phần trăm giảm hay là gì 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 đó là qua cô này. Bên này. Này ta chuyên môn không biết tiền bạc là gì luôn. Mày kết nói với bên này mạnh nè. Ừ. Mạnh lắm. Con nói lớn lại cái nè. Dạ. Con chào cô Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận, con là Kim Đính, 34 tuổi, con đang làm quản lý phòng khám Vanity cho bác sĩ Hưng. Rồi. À, hiện nay là hai vợ chồng là đã có baby chưa? Dạ có, hai bé. Hai bé? Dạ. Ồ, trai gái đều đủ hả? Nếp tẻ đủ cả đó. Hay quá. À, thôi bây giờ chúng ta quay ngược thời gian trở lại với cái thời mà hai đứa chưa biết nhau đi. Ha. À, cơ duyên nào Đính và bác sĩ Hưng gặp nhau và lần đầu tiên gặp nhau thì ấn tượng về nhau ra sao nè? Lần đầu tiên mà hai người có gặp nhau thực ra là ở trên lúc đó cái ứng dụng Yahoo chat thì vẫn còn là phổ biến, thì mọi người hay vào 360 độ luôn. Đúng rồi, hay vào trong cái nhóm chat gặp những người bạn ở trên mạng để chia sẻ về cuộc sống của mình. Thì ngẫu nhiên có gặp bé Đính lúc đó thì bé tỏ ra là một người rất lạc quan, yêu đời và giàu nghị lực. Bởi vì bé chia sẻ câu chuyện của mình về hoàn cảnh gia đình khá là khó khăn, nhưng mà bé vẫn nỗ lực hết mình và vẫn tự tin và nhìn vào một tương lai tươi sáng. Lúc đó Hưng đang ở đâu? Dạ lúc đó thì đang là sinh viên y năm tư. Lúc ấy là Hưng còn đang ở Việt Nam. Dạ đúng rồi. Là đang học sinh viên năm y. Thứ tư. Dạ, à rồi. Trường y. Dạ. Còn lúc đó là Đính đang làm gì? Dạ con phụ mẹ, với lại con đang đi học cấp 3. Con đang học cấp 3. Dạ. Ở lớp mấy? 11 hay 12? Dạ lớp 11. À, lúc bằng biết ngô bây giờ đó. À. Lúc con phụ mẹ làm gì? Mẹ con bán hàng ở ngoài chợ Bàn Cờ. Bán gì? Nói nghe coi. Mẹ con bán hàng nói ăn. Lớn lên coi nè. Mẹ con bán hàng ăn. Dạ. Vì phụ mẹ dạy cho bé Đính nấu ăn rất là ngon. Vậy đó hả? Rồi 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 nó nghe nè. Dạ. Cái lúc đó là mới có cảm tình với cái cô bé mà có một sự chia sẻ rất là vượt lạc khó. Quan. Học sinh vượt khó. Đính, mặc dù là khó khăn. Dạ đúng. Đúng rồi. Không? Dạ. Đó là bác sĩ là đã cảm tình với bé Đính từ lúc đó rồi đúng không? Dạ đúng. Nhưng rồi. Mà lúc đó là trò chuyện có thấy mặt nhau không? À không thấy mặt nhau. Chưa thấy mặt nhau đúng không? Thế thì Đính thì sao? Khi mà chat chít với anh bác sĩ này là Đính có biết là ảnh đang học trường y không? Dạ sau khi mà ảnh hứa qua làm gia sư cấp 3 cho em thì em mới biết. À có nghĩa là anh Hưng là tự dưng hứa qua làm gia sư không công cho con hả? Dạ. Rồi lúc đó con mới biết ảnh là bác sĩ. Dạ anh qua anh dạy xong ảnh nói nhưng mà học trò dở hơn thầy, thầy giỏi quá nhưng mà học trò không có giỏi. Ủa nhưng mà con vụ sao mà ảnh qua anh dạy không công cho con hay quá vậy? Dạ chắc là con nói là con không có hiểu bài nhiều á, mà tại con phải phụ mẹ nữa nên là con rất là lo, không biết là mình sẽ tương lai của mình sẽ như thế nào. Và con cũng hy vọng là cuộc sống mình nó sẽ tốt đẹp hơn. Cái anh Hưng nói vậy thì để anh qua anh dạy thêm cho. Tức là thật ra là bên này là thật lòng cũng như chia sẻ con em vậy vậy đó. Nhưng mà ông này thì lại là rất là sẵn sàng, sẵn lòng để qua dạy kèm. Rồi bây giờ nè. Tức là ông này ông có cái tư chất bác sĩ từ cái hồi mà ông còn con nít tới giờ. Cái lòng nhân của ông nhiều. Thành ra là nghe cô bé này cái hoàn cảnh như vậy vậy, vậy là rồi đó. Ông qua ông gọi là nhưng mà làm gia sư không công vậy đó. Nhưng mà Hưng ơi, lúc đó là Hưng có nhìn thấy hình ảnh của bé Đính trên cái avatar không? Không, thời đó thì vậy không thì có video. Lúc mà Hưng chuẩn bị qua, Hưng có suy nghĩ trong đầu là cô bé này sẽ như thế nào không, cái bề ngoài như thế nào hay không, có xinh gái hay không hay là không xinh đó. Thì mình qua thì chỉ với một tấm lòng duy nhất là muốn giúp đỡ cho cô bé này có thêm cơ hội học tốt hơn và có thêm nhiều cơ hội tốt trong cuộc sống. Còn lúc đó thì mình cũng thực ra trong lòng mình cũng có người trong mộng khác ở trong trường y. Là đã có chưa hay là trong mộng? Có rồi, người trong mộng thôi chứ cũng chưa. Thế là lúc đó con đang đơn phương một người gì đúng không? Dạ. Crush một người đúng không? Dạ. Rồi bây giờ giây phút lần đầu qua nhà cô bé học sinh lớp 11 này, lần đầu tiên gặp cô bé này, bác sĩ Hưng có ấn tượng gì không? Thì ấn tượng thì vẫn như là ấn tượng ban đầu. Em ấy là người rất là chịu khó và chăm lo gia đình. Và chỉ thuần túy coi như một người em gái thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Còn con thì sao? Con thấy anh giỏi và đẹp và tốt nên con ngưỡng mộ. Nhưng mà mẹ có hỏi han gì bạn sinh viên này không? Dạ mẹ con là phụ nữ nông thôn nên là khi có con mình được một người giúp đỡ thì mẹ con rất là vui. Tại vì ngày xưa theo cái tục lệ ở quê con á, phụ nữ không có được học nhiều nên mẹ con không có được đi làm giáo viên như bạn cùng trang lứa, nên là mẹ con rất vui vì điều đó nên cũng không có thắc mắc nhiều ạ. Nói chung là mẹ quá vui rồi đúng không? Dạ. Rồi lúc đó đến mới đầu là con chỉ ngưỡng mộ bác sĩ Hưng thôi đúng không? Dạ. Rồi từ lúc nào là con cảm thấy là con yêu ảnh? Con hả? Chắc là con gặp ảnh là con thần tượng á, tại ảnh tốt và ảnh dễ thương đó, nên là con rất là
ấn tượng với ảnh. Là biết rồi, thật ra là có cảm tình đó chị, biết là thần tượng, biết là này cái rồi, cái chữ mà ấn tượng nó chỉ là nó văn học chút xíu thôi, má, chứ là có cảm tình với ảnh rồi. Cô muốn hỏi là chừng lúc nào thì con cảm thấy là con không thể nào đè nén được cái cảm xúc của mình về cái tình yêu đối với ảnh và bộc lộ luôn. Con phải bộc lộ, tại vì lúc đó anh chỉ coi con như em gái thôi mà. Dạ có, ảnh còn thích mấy cô Trương Dừng Y về nói với con đó. Cái gì? Còn nhờ con mua đồ ăn á, đem theo đi vô trường á, gọt xài cho mấy chị trong trường tổ 1, tổ 2 ăn. Cái crush của ổng đó. Là ổng dẫn đi theo hả? Nhờ đó, nhờ đem đồ ăn nè, nhờ này kia nọ cho mấy cô mà ổng thích á. Với cái mấy bạn á. Thì nói là đây nhỏ học trò tôi đó. Nó không, em gái, con em gái anh nó gửi đồ này kia nọ đến đó. Rồi. Rồi sao? Lúc đó con có ghen không? Con cảm thấy chặn lòng, con buồn không? Lúc đó con cũng nghĩ là mình chắc là ảnh giỏi vậy, mình không có xứng với ảnh đâu, con chỉ thích ảnh theo cái kiểu là đơn phương như vậy thôi á. Rồi sau đó là con bài học không hiểu nhiều hơn, con hỏi ảnh và con có hình như là cũng có một tí gọi là yêu phải không? Dạ yêu và mê đó, đúng là mê rồi. Tìm nhiều cơ hội để gặp ảnh hơn. Ví dụ như là anh ơi em có những cái bài tập này khó quá không biết, nhưng mặc dù con có biết làm cũng không biết để qua được gặp ảnh. Một lần mà ảnh dạy cho bé Đính là bao nhiêu lâu? Phải một tiếng, hai tiếng. Dạ. Có lần nào dạy 3-4 tiếng không? Dạ không. Cố tình không hiểu bài để giữ ông lại đó. Dạ không có. Tại anh còn nó tăng số lần lên thôi. Nó tăng số lần gặp lên thôi. Để em hỏi vụ này nè. Đến khi nào thì mới bắt đầu tỏ tình với ông thầy này? Chắc chắn là bé Đính phải chưa, tỏ tình. Chưa dám nói gì hết á, nhưng mà con lại có cái cách tiếp cận là hay mua đồ ăn giặt cho ảnh, đem vô trường cho ảnh. Cái đó là trong kế hoạch của Đính đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi xong rồi cứ đi cạnh ảnh hoài á, cái mấy bạn của ảnh á nghĩ là chắc là hai đứa này nó yêu nhau rồi, còn anh Hưng thì nghĩ con là nhưng đứa em gái nhỏ nó thích đi theo vô đó thì cho nó đi theo thôi. Từ từ không có ai để ý ảnh hết, con hốt luôn. Mỗi khi mà người ta nghĩ là mình là bạn gái của ảnh chắc là bởi Đính lúc đó khoái lắm. Con vui. Thì nó cố tình mà cái kế hoạch đó là vì như vậy mà không có ai để ý tới bác sĩ Hưng, thế là cuối cùng nó hốt luôn. Dạ. Nhưng mà bác sĩ Hưng có cảm nhận được là cô bé này thích mình không? Không. Không biết luôn. Không biết luôn. Không biết là cô bé này thích mình, nhưng mà không biết cô bé này đi theo mình là để dằn mặt hết các chị em khác. Nhưng mà cái thời gian đó bao lâu thì con bắt đầu có một cái cảm xúc hoặc là một cái cảm nhận là hình như con bé này nó thích mình. Đúng rồi. Đó. Thì cũng chừng quen nhau chừng một năm hay là khoảng vài tháng, gần một năm gì đó là biết cô bé này là con cảm nhận điều đó đúng không? Em chưa hiểu, tức là quen nhau nghĩa là qua dạy kèm một năm. Thì mới biết hả? Không, có nghĩa là gì nè, cứ dạy kèm vậy đó, rồi xong rồi bé Đính Hưng đi đâu là nó cứ đu theo. Em biết. Đu theo xong rồi độ khoảng một năm sau thì bắt đầu Hưng cảm nhận là bé Đính là thích mình. Đó, thì bởi vì đó, mình cần xác nhận là gì đó. Dạ. Khi mà biết bé này thích mình, mà đặc biệt là năm đó là năm cuối cấp nữa, năm lớp 12 nữa. Đó, thì sao nè, thầy ứng xử làm sao với cái cuộc học trò này của mình à? Vậy là con nói thích ảnh trước hả, đúng không? Dạ. Nhưng là mà bao lâu? Bao lâu con dám nói? Có đợt đó anh đi về Bảo Lộc hay sao đó, xong rồi cái ảnh lên thì con biết là ảnh đang buồn, tại vì người trong mộng của mình á có anh người lấy yêu chồng phải không? Dạ con ấy không sao, anh đẹp trai luôn, chị đâu không thích anh thì em thích. Là mình nói vậy luôn. Chị đâu không thích anh thì em thích. Rồi khi mà nghe cô bé ấy nói với mình thì phản ứng của thầy thì sao? Nghe cô ấy nói thì phản ứng thầy sao? Thì cũng mình cũng lúc đó thì cũng bất ngờ, cũng không biết làm sao, nhưng mà mình cứ để mọi việc nó tự nhiên. Thực ra là cô ấy là một người bạn rất tốt thì mình vẫn qua lại thường xuyên, và về lâu dần thì tình cảm nó được vun vén từ từ. Không, không, mình biết nhưng mà mình muốn hỏi rõ cái này, nhưng khi mà bé Đính nói cái câu đó lâu dần người ta đi lấy chồng rồi, người ta không thích anh nữa thì có em, có bé Đính nè, thì khi thầy nghe cái câu đó thì thôi bây giờ hỏi đó, bây giờ hỏi Đính nha. Dạ. Khi mà em nói câu đó ra xong thì phản ứng của bạn anh Hưng, anh cũng không có quan tâm đó, anh cứ nghĩ là con đang an ủi ảnh khi mà thấy ảnh đang buồn, tại vì là một cái người bạn của con mới, của người bạn của ảnh đồng hành với ảnh hơn một năm qua thôi, nên là ảnh cũng bình thường, ảnh cũng không có suy nghĩ gì nhiều hết á. Vậy hả? Rồi con có buồn không? Rồi con có nói thêm lần nữa không? Con không có dám nói luôn, con có đi theo bên cạnh miết chứ. Cứ theo tò vậy thôi. Dạ. Là lúc đó học lớp 12 đúng không? Dạ. Rồi đi, con đi theo được bao nhiu lâu, thời gian bao lâu á thì là hai đứa bắt đầu cưới? Khoảng 2 năm. Quen nhau không? Cưới thì tới 7 năm, quen nhau 7 năm. Thì đó, nhưng mà ý là cái tò mà theo bao nhiêu lâu á thì lúc đó chính thức là anh Hưng ảnh tiếp nhận tình cảm của con. Dạ 2 năm đó. 2 năm. Dạ. Rồi Hưng tiếp nhận sao Hưng? Tại sao lại tiếp nhận? Thì nó theo hoài thì tiếp chứ sao? Em phải hỏi gì nè.
lúc đó tiếp làm sao? Tại bác Hưng hiền khô à, tiếp thì sao? Ví dụ nắm tay, ví dụ như là nó thì trong lúc cô đơn lạc lõng thì có con bé nó cứ tò theo mình hoài. Thì thôi bây giờ thì mình cũng phải thò cái tay mình nắm thôi chứ sao? Đúng rồi, Hưng sao? Hưng sao? Dạ, thì... Hưng có nói một cái lời nào với bé Đính không? Không có, với mình thì không có một cái gọi là lời tỏ tình chính thức thì không, nhưng mà mình nói là mình cứ để mọi việc từ từ nó tiến đến một cách tự nhiên. Những việc nắm tay nó cũng xảy ra rất là tự nhiên, đi ăn chung với nhau nó cũng dần dần xảy ra một cách rất là tự nhiên. Nhưng mà hồi nãy tụi con nhớ là có cái thời điểm là 2 năm là tụi con chính thức yêu nhau đó. Thì nó phải có một cột mốc gì, đúng vậy, một cái hành động gì hay là một cái sự kiện gì chứ? Đúng đó, đó. Thì... Hưng có nhớ không? Dạ không nhớ rõ cái Đính sự nhớ kiện. Đính nhớ không? Đính con nhớ nghĩ là cái đợt mà bà ngoại anh Hưng mất á, anh Hưng đi về Bảo Lộc á, xuống á. Con nói lớn lên coi Đính. Dạ, sau cái đợt mà bà ngoại anh Hưng mất á, anh Hưng xuống á, thì tụi con đi với anh Hưng về Sài Gòn á, thì tụi con chính thức quen nhau, con nhớ vậy. Là quen nhau trên chuyến xe? Dạ không, đi về lại Sài Gòn á, anh Hưng đi xuống á, xong cái anh Hưng đem đồ ăn về kia xuống cho con á. Rồi sao nữa? Thì cái con đưa đồ ăn cái quen nhau hay là nắm tay hay là hôn má? Con đi qua nhà ảnh, xong rồi cái con ăn ngủ với ảnh, con ôm ảnh. Con nó không xa rồi sao vậy, cái tụi con thành đôi luôn á. À, con ôm ảnh rồi ảnh buồn quá, nó ôm con. Hai đứa ôm nhau. Nhưng mà ôm từ phía sau ôm tới hay là... Xem hỏi cái gì vậy, tao ôm gì tệ người ta. Tại vì mình phải rõ ràng đúng không, ôm phía sau. Ôm phía sau thì nó chia sẻ, còn Hưng nó quay qua nó ôm lại. Hay là ôm đằng trước. Ôm trước ôm sao vậy? Trời, không nhớ. Trời ơi, không nhớ. Đến ôm trước thì chắc chắn là sẽ có cái chuyện là chẳng hạn như Hưng đang ngồi gì đó, rồi đến tới anh ơi này kia nọ, rồi sẽ ôm theo tư thế là đứa đứng đứa ngồi, đúng không? Đó, rồi xong đó là... nghề nghiệp, đúng cái hình dung ra. Tại vì ôm phía sau ôm tới nó sẽ đẹp kiểu khác. Ôm trước ôm xuống nó đẹp kiểu khác nữa. Ông là đạo diễn. Đúng không? Dạ. Đó. Thành ra là... khổ hết sức luôn vậy hả? Anh bị nghề nghiệp. Tôi có tò mò gì đâu. Dạ. Ôm cái gì nó cũng là ôm mà. Mai mốt á, em qua bên đây á, em qua bên đây em làm xong á, em nhớ em lấy cái tư liệu của em từ đầu nha, để coi là em bắt đầu thay đổi về ngoại hình như thế nào nha. Có, em là đạo diễn đó, em làm sao để mà trời, tôi vẫn nguyên em một cái đám quay phim luôn, đi theo luôn, để em giữ lại cái hình ảnh của em á, là từ khi lúc em mũm mĩm á cho đến khi em thay đổi thành một người đàn ông gentleman á đó, okay, với một cái vóc dáng mình hạt sương mai thì nó sẽ như thế nào. Okay, nha chị Mộc ơi. Ok rồi, rồi tiếp luôn. Để từ cái ôm đó coi như là chính thức quen nhau. Dạ. Nhưng mà tới 7 năm sau mới cưới. Dạ. Đúng không? 5 năm sau chứ. Dạ thì 5 năm sau. 5 năm sau mới cưới. Dạ. Sao dài quá vậy? Tại vì lúc đó là con giúp đỡ cho gia đình mình á, rồi anh Hưng anh cũng mới ra trường. Rồi có một thời gian anh đi làm trên giàn khoan nữa, tháng ở đất liền, tháng ở ngoài giàn khoan. À làm ở giàn khoan hả? Tại sao lại làm giàn khoan? Thực ra thì con thì học ngành y thì nó sẽ tốn nhiều thời gian hơn so với các ngành khác. Mà đã là nam giới thì trước khi lập gia đình thì họ muốn có một sự nghiệp vững chãi, có thể tự lo cho gia đình, vợ con trước. Mà trong ngành y thì cái thời gian nó sẽ hơi lâu hơn so với các ngành khác. Thì tức là ra giàn khoan cũng là làm đúng công rồi, tức là cũng quen nhau 3 năm rồi mới ra trường, rồi ra trường rồi cũng đi làm nhà nước 2 năm rồi mới bắt đầu có chút kinh nghiệm, có chứng chỉ hành nghề, rồi sau đó mới bắt đầu đi làm tư nhân. Thì chỉ đi làm tư nhân sau 2 năm thì mình mới kinh tế vững vàng ổn định, thì lúc đó hai người mới đến với nhau. Tức là Hưng là khi nào thì Hưng mới qua bên Anh? Con qua bên Anh Quốc là vào đi thi là vào năm 2014 lấy chứng chỉ hành nghề, rồi 2015 là bắt đầu chính thức qua Anh Quốc làm việc. Tức là người ta tiếp nhận Hưng qua làm việc hay là Hưng con đi thi lấy chứng chỉ hành nghề là qua đó làm việc chính trong bệnh viện luôn, trở thành bác sĩ ký tên điều trị bình thường như các bác có sĩ nghĩa khác. Là không phải mình bỏ tiền ra để mà mình đi học hay là mình đi học chuyên tu gì không. Mà khi mà Hưng thi vô gọi là một cái tổ chức đúng không, một cái bệnh viện đó họ tuyển đúng. Là Hưng thi và cái điểm của Hưng á là người ta chấp đạt nhận chuẩn. Đạt chuẩn và làm bác sĩ luôn ở cái bệnh viện đó. Rồi mình biết cái vụ đó, đó. Rất rồi, khó lắm, ông này rất là giỏi, phải nha. Cực giỏi mới có thể đạt được những cái đó. Cái năm đó là bác sĩ Thảo cũng vậy đó. Anh Hưng nhà con á là năm đó là bác sĩ Việt Nam đầu tiên học ở Việt Nam mình mà thi đậu chứng chỉ GMC ở Anh đó. Bên Mỹ thì Việt Nam mình xưa giờ đi rất là nhiều, nhưng mà bên Anh Quốc thì khi mà năm đó con đi thì là người đầu tiên. Con là người đầu tiên. Bên Pháp cũng khó đúng không? Dạ. Bên Pháp để nhận ở lại mà ấy như vậy cũng khó đúng như, không? Như vậy là lúc đó là hai đứa đã quen nhau. Cái con cưới nhau rồi. Hả? Cưới nhau rồi. Cưới rồi. Dạ.
cưới hồi tháng 11 năm 2013. 13. Lúc mà anh đi qua anh á là anh đang bầu đứa con gái lớn 4 tháng, anh Hưng thi đậu. Ủa là con có đi theo Hưng không hay là con ở Việt Nam? Dạ có đi theo. Dạ. À là hai chồng đi qua bên anh luôn. Lúc con đi thi. Không, lúc con đi thi thì vợ có đi theo dạng du lịch thôi. À nhưng mà lúc đó thì có cô chú và ở bên Anh Quốc thì bảo và ở lại cũng dưới dạng du lịch vậy đi rồi đợi chồng mình thi qua làm luôn thì ở lại luôn. Thôi bây giờ cái vụ mà hai bạn yêu nhau rồi bên hai gia đình có đồng ý hay không thì chắc chắn là đồng ý rồi. Dạ. Đúng không? Riêng với gia đình của Đính là chắc chắn đồng ý rồi. Dạ. Thứ nhất là con ông rể mà vừa giỏi vừa là bác sĩ vừa đẹp trai gì thì chắc chắn là phải đồng ý rồi. Dạ. Thế thì bên gia đình của bác sĩ Hưng có đồng ý với cô dâu này không? Gia đình của con thì mới đầu cũng là có lực cản khá nhiều nhưng mà mình đã là nam giới tự quyết định mà mình có thể tự làm kiếm sống, tự lo cho gia đình được thì mình cũng không ngại gì gia đình, mình sẽ thuyết phục gia đình. Ok, như vậy là từ tình yêu cho đến vợ chồng thì nó không có gì trắc trở cả. Không, chị muốn hỏi một câu này nè. Ủa bây giờ nè, sau khi mà tụi con đã ở bên anh rồi, ổn định về cuộc sống rồi, có con cái rồi, có phòng khám riêng rồi, tại sao tụi con không tiếp tục làm ở bên đó mà lại quay về Việt Nam? Đó. Bởi vì mình cảm thấy mình khi về nước mình sẽ giúp được cho nhiều người hơn. Những cái kiến thức mình học bên đó thực sự là rất hay. Mà mình khi mà, đặc biệt là khi mình xem những cái tin tức, những cái bệnh nhân mà họ điều trị sai phương pháp, họ bị tai biến hay là đến những nhầm những cơ sở không uy tín mà họ bị tai biến, mình đọc tin thì mình cảm thấy rất là bức xúc. Mình nghĩ tại sao mình đã có những cái kiến thức tốt như vậy, mình về mình không chia sẻ với mọi người. Thứ nhất là để cho bệnh nhân hiểu rõ hơn, giúp cho bệnh nhân tự bảo vệ sức khỏe của mình. Thứ hai là mình cũng có thể tham dự các hội nghị y khoa, chia sẻ thêm kinh nghiệm với các đồng nghiệp. Đó thì bởi vì muốn hỏi câu hỏi đó đó để mà thấy được là giống như vậy nè, thực ra là khi mà chị đến làm đến Vanity á thì chị cũng có nói chuyện với bé Đính, thì nghĩa là cuộc sống của Đính, hai vợ chồng ở bên anh rất là ổn định, thu nhập cũng rất là cao với cái công việc của bác sĩ Hưng. Nhưng mà tự nhiên bây giờ hai người quay trở về đây thực sự là cái khó khăn rất là nhiều luôn, vì là chưa quen về thị trường cũng như chưa quen nhiều người, ngay cả cái chỗ mà để mở ra được những phòng khám nó cũng rất là mệt mỏi về đủ thứ, giá cả thì cũng mắc nhưng mà vẫn muốn về. Vẫn muốn về. Và thực sự là cái việc mà Hưng nói là để giúp nhiều người, giúp bệnh nhân, thì cái người đầu tiên là cặp vợ chồng của chị với anh Tuấn Anh, tức là hai vợ chồng cô chú. Thực sự là nói từ đáy lòng luôn quý vị khán giả, là Vân á, là Vân giữ cái số kilo nó quá tải. Vân với anh Tuấn Anh là 15, gần 20 năm chứ không phải là 15 năm, gần 20 năm. Và lúc đó là thực sự hai vợ chồng tuyệt vọng luôn, là nghĩ là chắc mình cứ vậy cho đến khi nào mà mình già mình lớn rồi mình mất đi luôn. Tại vì rất là cũng nhịn ăn nè, cũng tập thể dục thử, cũng ABCD đủ thứ hết, nhưng mà nó không có xuống, thành ra là mệt mỏi lắm. Cho đến khi mà gặp được bác sĩ Hưng, gặp bác sĩ Hưng, gặp Vanity thì bây giờ là trở lại được một cái dáng vóc gần như ngày xưa rồi á. Thì cái vấn đề ở đây là cái thẩm mỹ, cái đẹp nó chưa quyết định mà là cái sức khỏe. Thực sự mình thấy mình yêu đời, tức là mình rất là khỏe luôn á, và mình yêu đời vô cùng, nhất là chú Tuấn mừng dễ sợ luôn. Cho nên là rất cảm ơn bác sĩ Hưng, như là cảm ơn vợ chồng, hai bạn đã có một cái quyết định táo bạo là các bạn quay về Việt Nam, các bạn làm việc và các bạn chia sẻ những cái kinh nghiệm mình đã học được và giúp được cho những người, ví dụ như hai vợ chồng cô chú, bạn bè của cô chú cũng có những hoàn cảnh giống như cô chú nhiều lắm. Thành ra là chắc chắn là sẽ đến với tụi con để tụi con có thể giúp đỡ. Và cái người mà tiếp theo ngay bên cạnh cô đây, đó là nghệ sĩ Quốc Thuận, thì cũng sẽ đến gặp tụi con. Và cô mong rằng là đến tiếp theo khoảng chừng 2-3 tháng nữa ha, ở chương trình Vợ Chồng Son, thì quý vị khán giả sẽ thấy một nhân dáng khác của nghệ sĩ Quốc Thuận. Ai chứ một người chị mà mình rất là kính trọng và rất là tin tưởng là chị Một Hồng Vân nói và chia sẻ cũng như là chỉ bảo, thì mình luôn luôn có một cái niềm tin gần như là tuyệt đối. Chắc chắn thì không thể nào mình nói cái từ tuyệt đối được, gần như là tuyệt đối. Thì thôi, chắc cái số sau chị ngồi dẫn mình nha, anh đi với bác sĩ Hưng đi về liền luôn. Không, em nó không ảnh hưởng gì, em vẫn làm việc bình thường. Không,
Ý nói là đi luôn, đi làm luôn á. Đi... Anh nghe thấy thích quá. Đi làm luôn là sao? Đi theo bác sĩ Hưng đi qua Vanity làm luôn á. Ủa em vẫn đi qua và em vẫn làm công việc của em. Em đâu cần phải để chị dẫn một mình, em bị điên. Chị không hiểu hả? Có nghĩa nghe nói thích quá. À. Là muốn đi luôn á. Là không đi theo. Chờ luôn đó. Đi theo học nghề. À bây giờ á hả? Không, tại vì nghe thích quá. Thích em quá. Bị điên. Em bị điên. Thôi đi để. Thôi để hỏi vụ cuộc sống hôn nhân đi. Tới cái vụ kia đi. Bác sĩ hiền quá, giỏi quá, chắc không có tật xấu đâu. Không, thật ra nè, em nói thiệt với chị nghe. Một người quá hiền. Ừ. Còn một người á cũng hiền luôn. Hiền quá. Ừ, một người quá hiền, người hiền quá. Thì làm sao có cái chuyện gọi là cãi vã nhau. Đúng rồi. Đó, làm sao có cái chuyện chửi lộn nhau, đúng không? Những người văn minh sống ở một đất nước văn minh thì làm sao mà chửi lộn. Chắc chắn mà không chửi lộn chắc chắn không có tật xấu. Thôi để hỏi đi, sao em biết như vậy là chồng có tật xấu, ổng có tật xấu gì không? Đâu đâu. Phải đính nói trước đi. Dạ có một tí. Có một tí hả? Dạ. Đâu một tí đâu, kể cái tí đó. Thích chơi game. Đam mê công việc mà còn thích chơi game nữa. Vậy rồi thời gian đâu chơi với vợ rồi chơi với con. Thích chơi game. Dạ. Rồi sao nữa? Rồi con có buồn không? Mỗi lần mà chồng chơi game vậy con có buồn không? Dạ không, tại vì anh Hưng là một người chồng tốt, luôn luôn chia sẻ. Mỗi khi mà con có cảm giác là hơi bị mất cân bằng khi mà anh Hưng ngày càng phát triển hơn. Giống như anh qua đó xong anh rất là miệt mài, vừa mở phòng khám mà vẫn đi học, lấy được bằng thạc sĩ da liễu của anh nữa. Nói lớn lên coi, nói gì mà có âm thanh. Nói gì vậy? Tư vấn cho khách hàng như tôi thì sao trời. Dạ. Con nói lớn lên là, tức là Hưng hiện giờ vẫn đang vừa đi làm vừa đi học bên đó luôn. Để lấy thêm một cái bằng nữa về da liễu à? Dạ, bằng thạc sĩ. Thạc sĩ mà về da đúng không? À, không, thực ra thì là ngành thẩm mỹ nội khoa là mình đã học lấy bằng thạc sĩ ở bên đó trong thời gian đi học, đi làm. Lỗi của nó nhỏ quá. Rồi tiếp. Tiếp nè. Tức là đam mê công việc rồi nhưng mà về là rảnh là chơi game. Những lúc mà mất thăng bằng á là vẫn có ảnh chia sẻ với mình. Cái đó là đúng, cái là tính tốt. Ừ. Còn giờ đang nói về game. Đó. Là game là ghiền chơi game. À. Có bỏ bê, có bỏ bê vợ không? Dạ không. Tức là vẫn hoàn thành nhiệm vụ của người chồng đối với vợ đúng không? Dạ. Vậy thôi có gì đâu. Nhưng mà giá như mà không chơi game thì nó sẽ hoàn hảo đúng không? Dạ đúng. Đó. Đồ tham lam. Cũng chưa chắc không nhiều. Chơi game mà đi nhậu với bạn thì cũng. Bà mày muốn ổng ổng mà nhận một cái bệnh nhân như tôi là không chừng cũng có thêm người bạn nhậu. Rồi giờ sao thêm nữa đi. Còn gì nữa? Thêm đi. Có làm công chuyện nhà không? Dạ. Không, chỉ có một làm việc nhà là chỉ phục vụ con gái thôi. À. Ai đến đến nhà. Thứ nhất là anh lớn tuổi mình, anh bác sĩ nữa, bác sĩ thường kỹ tính đúng không? Thì không biết là bác sĩ Hưng có gia trưởng không? Dạ không. Không gia trưởng rồi có ghen không? Dạ không, có con ghen. Con ghen hả? Thôi để từ từ để chồng nói. Ừ. Không giờ lát gán dịch ra tìm sao? Không, đừng có tìm nữa. Bây giờ vậy đi, cuộc đời con giờ con chỉ mong chồng con á thay đổi một cái điều gì để mà hoàn thiện nhất. Đó. Con mong là anh Hưng sẽ thay đổi là bớt công việc lại, yêu thương bản thân mình hơn. Và con với Cathy với Tiffany chỉ cần một cái gia đình ở bên cạnh nhau hạnh phúc. Chứ con thấy ảnh đang rất là phải bôn ba giữa Việt Nam và anh. Thấy là anh rất là vất vả trong công việc. Thấy chồng vất vả quá đúng không? Xót cho Hưng đó. Xót. Ta xót cho anh. Trong cuộc đời quá nhiều việc. Đúng không? Rồi. Ok rồi. Dạ. Hưng mời Hưng nè. Đó. Không, bây giờ hỏi thêm nè, giữa vợ với con á, là bác sĩ Hưng, tại vì nãy nó xì ra cái chỗ là làm việc á, lúc mà làm việc á là chỉ làm cho con gái thôi, là đủ biết được là ông này rất là mê con. Vậy thì mê con hơn mê vợ đúng không? Dạ đúng rồi. Mà đúng, em cũng vậy mà em cười gì? Thì tự Liên nó cũng nói với chị là em mê con hơn mê nó. Nhâm thì từ mình mới suy ra. Em phải cân bằng 50-50 chứ. Ủa không có vợ em lấy ai đẻ con cho em để mà em cưng nựng. À nhưng mà có mong muốn là coi như là anh ấy sẽ 50-50 cân bằng không? Cân mong bằng đi không? Con. Mong đi. Cơ hội đó. Nói đi. Nói với anh hy vọng là vợ chồng mình sẽ dành nhiều thời gian để bên cạnh nhau hơn. Đồ. Okay. Rồi bây giờ tới bên ấy đó. Vợ thì rất là thương yêu gia đình, nhưng mà nó, chính vì vậy thì nó cũng kèm theo tác dụng phụ đó là có tất cả những người xung quanh vợ đều rất là quan tâm, bản tính của vợ là rất là quan tâm thương yêu mọi người xung quanh mình, tất cả mọi người xung quanh đúng không? Nhưng mà như vậy thì rất là dễ bị stress. Thì là những người thực ra những người mà quá lúc nào cũng nghĩ tới quan tâm chăm sóc cho mọi người, muốn đảm bảo mọi người xung quanh mình hạnh phúc là họ sẽ dễ bị stress dữ lắm. Mà vợ stress là sẽ lay stress vào cho mình. Thì ra đó là điểm yếu chính của vợ là quá quan tâm với
tất cả mọi người xung quanh, tức là đó. Mình phải đồng, hạn chế đồng. Bớt lại, giới hạn đó. Lại để bảo vệ sức khỏe tâm thần của mình, tại vì mình cảm thấy sức khỏe tâm thần của vợ thực sự đang kém đi khá nhiều, chỉ vì quá lo lắng, quá lo quan tâm với tất cả mọi người xung quanh. Nói chung là bớt bao đồng, đúng rồi. Bao việc nhà thôi, đó, bao việc nhà với việc của thẩm mỹ thôi là đủ hết ngày rồi, đúng không? Rồi. Còn cái gì còn nữa, gì nữa không? Ghen. Nói luôn đi. Đúng rồi. Ghen sao, con nói đi. Thứ nhất là kiểm tra điện thoại thường xuyên của mình. Và kiểm tra điện thoại mình thường xuyên. Nhưng mà em bỏ 2-3 năm rồi. Dạ, nhưng mà cũng hạn chế được một chút rồi. Chứ mới hồi mới quen là điện thoại của mình là lúc nào cũng phải kiểm tra. Tại vì á, mình làm đám cưới được với idol của mình, thành ra là mình cứ sợ bị mất. Muốn chiếm hữu đó, cái tâm lý chung đó mà. Rồi còn cái ví dụ nào nữa không? Ví dụ như đi đâu đi đó là người ta mà ngồi kế mình thì có khó chịu hay không? Cũng có luôn, thấy cô gái nào xinh đẹp mà ngồi bên cạnh chồng là và phải bỏ việc khác lại ngồi bên cạnh chồng. Xen vô giữa ngồi luôn. Không có xen vô giữa ngồi thì không, nhưng mà lúc nào cũng sẽ đứng sát bên đặng canh đó, phải không? Đứng sát bên. Ủa rồi mỗi lần khẳng định chủ quyền. Ví dụ giờ mỗi lần con đi máy bay từ bên anh về Việt Nam hoặc đó. Ngược lại từ Việt Nam qua anh mà con đi con mình là đương nhiên kế bên con phải có người chứ. Rồi bên cạnh con là một người phụ nữ, nó có ghen không? Cũng có luôn. Trời ơi, rồi ghen sao? Con hay hỏi là anh đi vui không, cái anh Hưng nó cũng vui, hỏi này kia, cái con hỏi chứ bữa nay anh ngồi kế ai vậy anh, cái anh Hưng nó không biết nữa, cái anh Hưng nói họ nói ngồi kế con gái, anh Hưng nói ừ như vậy, sao anh không ngồi kế con trai, ngồi kế con gái vậy á. Vậy thì mai mốt mà anh biết sao được. Vậy mai mốt mà rủi mà lỡ như random cái số ghế mình ngồi kế cái cô tiếp viên hàng không thì sao? Đúng không? Căng ạ. À, rồi con nhiều khi con có bị áp lực về cái việc mà vợ con ghen không? Cũng có. Có đúng không? Nhưng mà riết rồi cũng quen rồi. Rồi thôi bây giờ mong muốn thay đổi luôn đi. Đó. Ừ đúng rồi. Thay đổi. Và nắm tay vợ nói đi. Ừ. Bây giờ mình đã cưới nhau 10 năm rồi, con cái đều hề, gia đình hạnh phúc rồi, vợ phải yên tâm, tin tưởng chồng. Đừng có nghi ngờ chồng quá. Em cảm ơn anh. Trời ơi. Mà ông thiệt thà. Trời ơi, Hưng nó thật như đếm. Ông thực sự á, mà cô thấy vậy nè, hai đứa tụi con á, đều đầu tiên hết là cô thấy đều có cái tấm lòng thực sự rất là nhân hậu luôn, cả vợ cả chồng. Nãy chú Bin nói đó, một người quá hiền, người hiền quá đó. Ừ thì cô nghĩ là với một cái nền tảng như vậy á, là tụi con cứ phải yên tâm là sẽ không có chuyện gì xảy ra với cái tổ ấm của tụi con đâu. Dạ. Bởi vì ngoài cái việc của mình ra, nhiều khi mình ăn ở có đức mặc sức mà ăn á, ông bà mình hay nói câu đó đó. Dạ. Riêng chỉ có một cái này á là gì nè. Biết là bác sĩ Hưng rất là nhiều việc. Yeah. Thực sự là vừa đảm bảo bên đây, vừa đảm bảo cho bên Anh Quốc. Cực thiệt. Nhưng mà ngay thời điểm này là bác sĩ Hưng không thể dừng được cái việc đó. Yeah. Thứ nhất là bây giờ con mới có 34 tuổi thôi. Là cái thời điểm đẹp nhất của một người đàn ông thành đạt. Và phải lo cái sự nghiệp. Tại vì ngoài cái riêng ra còn có cái chung nữa. Thực sự lo cho cái chung nó nhiều. Và nếu như mình để vượt cái cơ hội và cái thời gian vàng cho một người đàn ông mà đẹp nhất, là cái thời gian vàng là sẽ đến năm 44 em. Là 10 năm nữa để bác Hưng có thể làm được rất nhiều thứ cho cộng đồng, cũng giống như là cho bản thân mình và cái đam mê. Thì đã đam mê cái bác sĩ này rồi á, là người ta sẽ phải làm xong những cái công trình, những cái mà người ta đang mong muốn. Thì thành ra là con vẫn cứ là một cô bé đính âm thầm chăm sóc cho chồng, lo cho chồng để chồng có thể đạt được cái sự nghiệp mà chồng mong muốn ha. Đó, rồi ghen thì con yên tâm là 10 năm nữa nha, ví dụ như trong thời gian bác sĩ Hưng còn đang chưa đạt được những cái điều bác sĩ Hưng đang mong muốn thực hiện thì con yên tâm là vấn đề bồ bịch chắc không có đâu, vì không có đủ thời gian để làm cái chuyện đó, đúng không? Đúng. Cho nên thôi cũng bớt cái áp lực cho bác sĩ Hưng có cái đầu óc thoải mái để mà làm. Còn về phần con, cái vấn đề bao đồng á, cô thấy cũng nên bớt. Có một cái câu mà bữa cô có viết status của cô á, nên để dành, tức là làm cho cuộc sống mình thoải mái nhất khi mà mình chỉ dành thời gian của mình cho những người mình yêu thương. Những người yêu thương là nó sẽ gói gọn trong cha mẹ mình, chồng mình và con mình. Còn ngoài ba cái gọi là dữ kiện đó ra thì là chỉ thực sự khi nào mình có thời gian rảnh thực sự mà còn thừa thời gian đó thì mình sẽ quan tâm. Còn không á, là cái việc mình quan tâm sẽ là một cái cách khác, chứ không phải là mình dành tất cả cái thời gian mình có
để mình làm cái điều đó, đúng không con? Dạ con cảm ơn cô, con ghi nhớ. Chứ không là con sẽ mệt cho con á, chứ dạ. không mệt cho ai trơn. Với lại từ tâm lý của tôi á, mà tôi thấy như nè, một người đàn ông mà thương con thì người đàn ông đó chắc chắn là người đàn ông luôn luôn tìm đủ mọi cách để bảo vệ gia đình của mình. Dạ. Tại vì không bao giờ người nào thương con mà muốn các con của mình nó bị ảnh hưởng bất cứ một điều gì. Dạ. Mà thiếu vắng đi một người cha, một người mẹ. Dạ. Cho nên chúc mừng Cathy Lê, chúc mừng Bé Đính có một người chồng vừa tài giỏi vừa đức độ, lại là dạ. một người đàn ông của gia đình. Ok. Đó, giờ chúc xong rồi nè, giờ donate thêm cho em nha. Con nói cái tên của con với trong nhà đi, vui lắm. Tại dạ. sao tên là Đính? Tại vì bà ngoại con á thích coi cải lương. Lương Kim Đính. Dạ, để nói cho nghe vui lắm. Rồi okay. bên nhà nội con á thì có Tài Linh, có Minh Tiến, có Thanh Hằng. Đó. Còn bên nhà bà ngoại á thì có Vũ Linh, có Thanh Kim Huệ, có Minh Cảnh. Đó, tên đó, tên luôn. Trời đất ơi trời. Mê á. Ừ. Vậy hả? Dạ. Là đặt tên vậy luôn á. Rồi, ok, xin cảm ơn bác sĩ Hưng. Dạ. Cảm ơn mới đến đến đây để chia sẻ câu chuyện hôn nhân, nói chung là rất là đẹp. Không? Dạ. Chuyện tình của hai bạn rất là đẹp. Và dạ. cái nữa là chúc cho hai vợ chồng sẽ luôn luôn hạnh phúc ha. Và sẽ ngày càng phát triển hơn nữa với những gì mà bác sĩ Hưng mong đợi. Dạ. Đang ấp ủ ha. Muốn mang đến cho người dạ. Việt Nam có một cái sức khỏe và có một cái thể trạng, cũng như là có được một cái ngoại hình thật dạ. tốt và thật khỏe. Dạ, cảm ơn anh Quốc thật.